Người đàn ông da màu này bị treo trên cây, anh ta sắp chết rồi. Những người bạn da màu của anh ta ở phía sau ăn cơm, ngủ nghỉ, không có ai thả anh xuống, chỉ có một cô gái bón cho anh ta một ngụm nước, cô lén lút nhìn xung quanh, sau đó rời đi. Phân đoạn này đến từ bộ phim đoạt giải Oscar năm 2014. Đây là một câu chuyện có thật, một người nghệ sĩ violin bị lừa đem bán, trở thành một nô lệ. Trong suốt 12 năm dòng, anh đã chịu hành hạ đủ kiểu. Người đàn ông này tên là Solomon, không hề có tư liệu hình ảnh gì về anh ta, chỉ còn lại một quyển sách tên là 12 năm nô lệ. Lúc nghệ sĩ violin này tỉnh lại, anh đã bị nhốt vào một nơi tối tăm. Anh mơ hồ nhớ được chuyện xảy ra hôm qua. Lúc này, một ông già da trắng tiến vào, hỏi anh tên là gì. Anh nói thật, kết quả lại bị đánh. Anh vẫn kiên trì, vì thế lại càng bị đánh mạnh hơn. Những người này đều bị bán, trong đó còn có cả một người mẹ dẫn theo đứa con. Cùng là phụ nữ, nhưng cô gái da màu lai này lại không hề có chút đồng cảm nào với hai mẹ con. "Vui lên đi, đừng có mặt mày dầu dĩ nữa." Có lẽ, cuộc sống sạch sẽ lâu nay đã khiến cô ta nghĩ mình khác những người đồng bạn da màu này. Ban đầu, Solomon đã từng muốn phản kháng, nhưng rất nhanh sau đó, anh đã rất sợ hãi, vì anh đã tận mắt nhìn thấy một người da màu phản kháng bị đâm chết. Ở một cảnh nọ, một người bạn da màu của Solomon đã được chủ nhân dẫn đi, đó là người bạn duy nhất trên thuyền của anh. Khi người đàn ông da trắng đó tới, anh bạn kia vô cùng cảm kích, thậm chí còn cúi mình, hoàn toàn quên mất người bạn Solomon của mình cũng đang bị bán. Solomon xem như đã hiểu rõ, những người này căn bản không hề muốn phản kháng, họ khóc chỉ vì không muốn bị bán về miền quê mà thôi. Trên thuyền, khắp nơi đều là những người da màu ánh mắt đờ đẫn, có người gãy tay, có người bị hủy khuôn mặt. Nhìn họ, Solomon nhớ lại những ngày xưa, tuy anh cũng rất bị người khác coi thường, nhưng dù sao vẫn còn cuộc sống của chính mình. Những ánh mắt khi những nô lệ kia nhìn anh, không phải anh chưa từng thấy, nhưng lại chưa từng để tâm. Anh tưởng rằng những chuyện này chẳng liên quan gì tới mình. Anh lo chuyện của mình là tốt rồi. Xuống thuyền, anh bị đưa tới chợ buôn nô lệ. Nơi đó lại là một tòa nhà lớn sang trọng. Solomon và những người da màu khác được tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo mới. Sau đó họ phải đứng ở một góc như những mô hình. Những ông già da trắng và vợ của họ vừa bình luận vừa cẩn thận chọn lựa. Một ông già người da trắng cất tiếng hỏi: "Họ bao nhiêu tiền? Ông ta mua Solomon và một cô hầu gái." Người phụ nữ cầu xin ông ta đừng chia cắt cô và các con. Người đàn ông này bèn mềm lòng, cô bé kia bao nhiêu tiền? Nó rất vô dụng đối với ông, còn nhỏ quá, bán không được bao nhiêu. Nhưng kẻ buôn người nói, cô bé này là dòng lai, like, khi lớn lên rồi sẽ đáng tiền lắm. Solomon vẫn kéo đàn violin như xưa, nhưng lần này, anh không còn được ai tôn trọng nữa, bởi vì anh không còn là một con người tự do nữa, anh chỉ là một nô lệ. Có lẽ phải mất đi rồi, ta mới biết trân trọng sự tự do. Hai người được ông chủ da trắng đưa đi, người phụ nữ cứ khóc mãi không thôi. Anh mua hai người cơ à? Sao cô ấy lại khóc vậy? Hai mẹ con cô ấy bị tách ra. Anh không giúp nổi cô ấy. Người vợ da trắng nhìn thấy vậy, nhẹ nhàng buông mấy lời an ủi, "Ăn chút gì đi, rồi nghỉ ngơi một chút, rất nhanh thôi, cô sẽ quên được con mình." Cao ngạo, kiêu căng, là sự thương hại rẻ tiền đến từ kẻ đứng ở vị thế cao hơn. So với đám quản sự, ông chủ da trắng trông có vẻ là một người tốt. Solomon có biết một chút về công trình, anh đã thiết kế một con đường thủy cho ông chủ. Ông chủ liền tặng anh một cây violin. Gã quản sự nhìn thấy vậy, cảm thấy mình bị xúc phạm, bèn luôn kiếm cớ gây chuyện với Solomon. Có một lần, Solomon không nhịn nổi, đánh nhau với gã. Tên quản sự da trắng kiếm cớ gây sự, Solomon bèn phản kháng thế nhưng người bị trừng phạt lại là người đàn ông da màu đáng thương ấy anh bị những gã da trắng khác bắt lại định treo cổ cho chết một gã quản sự da trắng nhìn thấy cứu anh nhưng anh biết rõ hắn cũng chẳng có ý tốt gì quả đúng vậy sau khi đã ra vẻ một hồi về sự chính nghĩa của mình hắn bèn để mặc solomon treo trên cây như vậy ánh mặt trời gay gắt ai cũng có thể nhìn thấy solomon đang bị treo ai cũng thấy anh đang bị đối xử bất công nhưng không có ai cứu anh cả solomon bị treo mấy tiếng đồng hồ vị phu nhân tự xưng mình nhân từ lương thiện kia nhìn thấy nhưng chẳng làm gì cả có lẽ cô ta cũng đồng ý phải cho gã nô lệ da đen thông minh này một bài học cứ như vậy solomon bị treo cả ngày cho tới tận tối cho tới khi ông chủ da trắng quay về ông chủ đưa anh về nhà đó là ân huệ to lớn biết bao chuyện này làm cho solomon vô cùng cảm động anh nghĩ ông chủ đúng là một người tốt có lẽ còn là một vị cứu tinh vậy nên anh nói với ông chủ tôi không phải là nô lệ đừng nói những lời này nữa trước khi tới nhà ông tôi là một người tự do nghe xong ông chủ da trắng giận dữ chửi mắng anh thật sự là đồ tham lam vô cùng thì ra trong lòng ông chủ anh chẳng qua chỉ là một nô lệ khá thông minh chẳng có gì khác biệt so với những nô lệ khác. Ẩn nấp dưới sự lương thiện của ông ta là sự kiêu ngạo và giả dối. Vì nói ra sự thật về việc mình bị đem bán, Solomon liền bị ông chủ bán lại cho một người da trắng hiểm độc, bạo lực. Sau đó, anh phải làm việc khổ cực ở cánh đồng bông. Cuộc sống chỉ còn là sự lao động vất vả liên tục. Pi Bư hái được 138 bảng. Hôm qua cô ta hái được 145 bảng, lôi cô ta ra ngoài. Jock hái được 145 bảng. Hôm qua anh ta hái được bao nhiêu? 229 bảng. Lôi anh ta ra ngoài. Những người da màu này, người sau hái được nhiều bông hơn người trước nhưng vẫn bị đánh. Vì ông chủ nói họ hái được ít hơn ngày hôm qua, đây chính là chế độ nô lệ kéo dài 300 năm ở Mỹ. Đêm khuya, các nô lệ da màu bị ông chủ thét gọi dậy. Họ tập trung lại ở phòng khách, bị ép phải nhảy múa, có một cô gái nhảy vô cùng say mê. Bà chủ da trắng thấy vậy, cầm một bình rượu lên ném mạnh vào đầu cô. Lý do là cô nhảy quá đẹp. "Bán nó đi. Anh phải bán nó đi ngay. Nếu không, em sẽ ra đi. Anh sẽ không bán cô ta, mà sẽ bỏ em." Cô gái bị đánh ngã xuống đất, vừa khóc vừa bị kéo đi mất. Những người khác bị yêu cầu tiếp tục nhảy, biểu cảm của họ giống như người chết vậy cứ như vậy họ phải mua vui cho ông chủ từ khi tờ mờ tới khi sáng hẳn ngày hôm sau họ lại phải tiếp tục lao động bà chủ da trắng sai solomon đi đưa đồ solomon tiện tay mở tờ giấy ra khiến bà chủ này sinh nghi ngờ anh biết đọc chữ chỉ một chút thôi nô lệ không xứng được biết chữ bởi vì văn chương sẽ làm họ thay đổi con người thời đó đại đa số người da trắng đều suy nghĩ như vậy cầm mẩu giấy và giấy thông hành trong tay solomon muốn chạy trốn nhưng không ngờ lại vừa hay đụng phải mấy gã da trắng đang muốn hành quyết nô lệ của mình nhóc con mày đi đâu thế tới tiệm tạp hóa tốt nhất là mày nên tới đó đi Thời đó, được gả cho ông chủ là lối thoát duy nhất của nữ nô lệ. Vì vậy, người phụ nữ mập này đã gả cho ông chủ. Tuy cũng chẳng dễ chịu gì, nhưng cô nói, ít nhất như vậy không phải làm việc, cũng không bị đánh. Cô khuyên một cô gái khác cũng nên phục tùng đi. Cô gái cười cười, ngồi một bên nghe vậy, Solomon cũng cười khổ. Ông chủ của họ là một tên cuồng ngược đãi. Vâng lệnh ông chủ, Solomon đưa cô gái tới trước nhà. Nhưng anh nói với cô gái, đi đi, đừng quay đầu lại. Vậy nên anh bị ông chủ đánh đập. Bà chủ da trắng biết được ý định của ông chủ với cô gái kia, bà ta lại tổ chức một buổi vũ hội, bắt bọn họ nhảy múa. Lần này, cô gái vô cùng cẩn thận, không dám tỏ ra một chút vui vẻ nào nữa, nhưng cô vẫn bị bà chủ dùng tay không cào mất một miếng ở mặt. Một cô gái da màu đang cầu xin một người da màu khác giết cô đi, bởi vì cô không có dũng khí tự sát, tôi không sợ địa ngục, tôi đang sống ở chính địa ngục rồi. Tôi xin anh, nhưng Solomon không ra tay nổi. Anh luôn cảm thấy con người không thể giết hại đồng loại. Không lâu sau, Solomon bị ông chủ đưa tới nhà của một thẩm phán để giúp việc. Ở đó, anh được phát một phần thức ăn, trong đó có mấy con tằm. Nhìn đống nước màu đen do tằm tiết ra, Solomon nghĩ ra, anh có thể dùng nó làm mực viết nhưng khi một miếng trái cây rơi xuống từ đầu bút anh đã bị thất vọng vị thẩm phán hỏi anh anh đã từng đi học ư ừ. lần này solomon trả lời chưa từng anh chỉ dám trốn vào một góc không người khắc tên con gái lên chiếc đàn violin coi như là một chút an ủi cho đến cuối cuộc đời này anh bị sai tới một bữa tiệc của bạn ông chủ để kéo đàn ở đó ở cảnh này âm nhạc vô cùng vui tươi nhưng trên màn hình solomon lại đứng ở một góc vô cùng kỳ lạ lúc vui lúc lại buồn cũng giống như thời đại nô lệ da đen này vậy một bên rực rỡ cờ hoa một bên vô cùng thảm hại trở lại với ông chủ tàn bạo cô gái đáng thương kia đứng ở một bên cô đã sinh ra một đứa bé nhưng vẫn phải làm việc, mắt của cô đỏ cả lên, đó là bị đánh tới sung huyết. Cánh đồng bông lại vừa có thêm một người tới làm việc, đó là một người da trắng nghèo khổ, không giống như những nô lệ kia, anh ta làm việc có hợp đồng. Vì vậy, ông chủ da trắng đối xử với anh ta rất khách sáo. Anh ta hái được bao nhiêu? 64 bảng. Tôi tin rằng chẳng mấy chốc anh sẽ quen tay hơn thôi. Nhưng một người da trắng như vậy lại lên tiếng thay cho những nô lệ da màu. Vậy là, ý định bỏ trốn của Solomon lại một lần nữa được khơi dậy. Một đêm nọ, anh chạy tới phòng ngủ của người da trắng kia. Anh đưa cho anh ta toàn bộ tiền mình có, chỉ muốn nhờ anh ta gửi giúp một bức thư. Người kia đồng ý, chỉ có điều, sau đó anh ta lập tức đi tố cáo, dùng tin tức này để đổi lấy một công việc có thể diện hơn. Vì bị anh ta tố cáo, suýt nữa thì Solomon bị đánh chết, cũng may mà anh khôn khéo giải thích. Khi bức thư bị đốt, Solomon nghĩ, có lẽ anh không thể trốn ra khỏi nơi này thật rồi. Sau đó, có một ngày, một nô lệ da màu chết ngay trước mắt Solomon. Trong tang lễ đơn giản, lần đầu tiên Solomon hòa giọng ca vang khúc ca người da màu cùng những người khác. Đằng sau những tiếng ca này là vô số sinh mệnh chỉ biết cắn chặt răng mà sống, công việc vẫn phải tiếp tục cho đến tận khi một người canada da trắng tới anh ta nói thẳng và thật với người chủ từ trước tới nay người da trắng chưa từng xem người da màu là người trong mắt họ người da màu chính là những con vượn chưa tiến hóa hết cái xã hội này điên rồi điên vô cùng sớm muộn cũng sẽ có một ngày đất nước này sẽ tỉnh lại cũng nhờ những lời này solomon đã chú ý tới anh ta anh lại một lần nữa nảy sinh ý định trốn chạy có điều điều kích thích anh làm như vậy lại là một chuyện vô cùng đáng sợ cô gái đáng thương kia đã chạy trốn nhưng cô không chạy đi xa mà chỉ chạy tới chỗ bà chủ da màu kia để xin một miếng xà phòng Tôi bốc mùi quá rồi, đến chính tôi cũng không chịu nổi mà muốn nôn ra. Nhưng nói gì ông chủ cũng không nghe, ông ta nhất định cho rằng cô gái đang nói dối. Ông ta lột hết quần áo của cô ra, buộc cô vào cây, lấy roi ra, bắt Solomon thực hiện hình phạt. Nhưng Solomon đánh quá nhẹ, ông chủ bèn cướp lấy roi, tự mình ra tay. Trong chốc lát, roi vùng khắp nơi, máu thịt lan tràn. Solomon đứng đằng sau, mắng chửi: "Mày là đồ ác quỷ." Trong phòng, cô gái bị đánh nhìn chằm chằm vào Solomon, như đang chất vấn: "Vì sao năm đó anh không giết tôi đi, mà lại để tôi phải chịu hành hạ ở nơi này?" cũng vì vậy solomon cố gắng thu hết can đảm lần cuối cùng nói với người canada kia toàn bộ sự thực không ngờ người kia lại thực sự giữ lời hứa không lấy một đồng nào của solomon mà nhận gửi giúp anh một bức thư bức thư này đã cứu solomon bạn của anh đã tới cứu anh ra lúc này solomon đã bị bán thành đô lệ được 12 năm rồi khi chuẩn bị rời đi anh nhẹ quay đầu anh không thể đưa theo cô gái đó đi anh không thể mang gì đi trong mắt những người da trắng đô lệ chỉ là một con vật anh có thể đi vì anh có một tờ giấy chứng nhận chứng nhận anh là một con người anh đã trở về với xã hội nơi coi anh là con người Solo môn viết một cuốn sách tự thuật nổi tiếng. Anh nói, bất kỳ ai cũng muốn được sống như một con người, chứ không phải đồ vật. Đó chính là sự tôn nghiêm. Nhưng vẫn còn tới 4 triệu nô lệ da đen ngoài kia, sống cuộc đời không có tôn nghiêm.